với mong muốn đưa hát Sẩm đến gần hơn với người dân, nhất là giới trẻ thông qua sản phẩm du lịch. Mới đây, tour du lịch Sẩm On The Bus đã đưa vào phục vụ công chúng, đáp ứng nhu cầu tham quan Hà Nội về đêm gắn với thưởng thức âm nhạc truyền thống. Hát Sẩm là một loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian độc đáo và thường được biểu diễn ở chợ, đường phố, nơi đông người qua lại. Nhưng giờ đây chúng ta bắt gặp trên những chiếc xe buýt 2 tầng, một trải nghiệm hát Sẩm di động độc đáo. Với thiết kế đặc trưng của chiếc xe buýt 2 tầng, du khách được cảm nhận Hà Nội về đêm cùng hát Sẩm trong vòng hơn 1 tiếng đồng hồ. Chuyến xe đặc biệt ấy sẽ lần lượt đưa các vị khách trên xe đi qua những điểm hẹn di sản nổi tiếng như nhà hát lớn, Hoàng Thành Thăng Long. Linh hồn của sản phẩm này đó là chuyến xe buýt ngắm cảnh thành phố Hà Nội vào ban đêm cùng với âm nhạc Sẩm là một thể loại âm nhạc truyền thống. Và bên mình tái hiện lại cái không gian của Sẩm tàu điện ngày xưa với bây giờ với một cái mô hình và một cái phương tiện mới đó là Sẩm trên cái xe buýt 2 tầng. Thì sắp tới bên mình sẽ tập trung triển khai mạnh vào cái yếu tố đó là gìn giữ những cái nét văn hóa đã từng tồn tại ở thành phố Hà Nội và tiếp cận sâu hơn với các bạn trẻ là những cái đối tượng mà hiện tại có thể lan truyền cũng như là góp phần để bảo tồn được những cái nét văn hóa đặc sắc như thế này. Trong không gian độc đáo của xe buýt 2 tầng, du khách sẽ được chìm đắm trong không gian hát Sẩm do các nghệ sĩ trẻ của Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam trình diễn. Những bài Sẩm trình diễn trong tour Sẩm On The Bus đều được các nghệ sĩ sáng tạo trên những bài Sẩm cổ kết hợp với xu hướng âm nhạc hiện nay. Cái ý tưởng của chương trình này xuất phát từ cái việc mà Sẩm đã có giả thuyết cho rằng là được leo lên những tàu điện. Hiện tại thì tàu điện không còn với cái đời sống đô thị của chúng ta nữa, nhưng mà lại rất bất ngờ là người bạn xe buýt 2 tầng này có những cái điểm tương đồng. Để mà mọi người hình dung rõ hơn về cái Sẩm tàu điện thì ngoài việc là hát lại một số những cái bài thuộc cái làn điệu này thì chúng tôi có viết lời thơ mới cho một cái câu thôi. Nó có thể được coi là, tôi vẫn hay đùa là có thể là slogan cho cái show diễn này luôn. Đó là hôm nay hát Sẩm ô tô gợi cho ta nhớ thủ đô một thời. Không chỉ thưởng thức những làn điệu Sẩm trong quá trình tham quan cảnh đẹp ở phố cổ Hà Nội, du khách còn được nghe những câu chuyện về Sẩm tàu điện, hoài niệm về cách hát Sẩm xưa của người Hà Thành và trải nghiệm cách chơi các nhạc cụ dân tộc trong trình diễn nghệ thuật Sẩm. Mình cảm thấy là đây là một chương trình khá là đặc biệt. Tại vì mình bên cạnh mình việc mà mình có thể ngồi trên xe buýt, mình có thể ngắm toàn cảnh của Hà Nội về đêm. Bên cạnh đấy thì mình có thể biết thêm được thêm một vài loại hình nhạc cụ của dân tộc là Sẩm. Mình nghĩ đây là một cái rất là tốt để mọi người quảng bá cái văn hóa của Việt Nam ra cho các bạn nước ngoài. Nên là mình mong muốn thì sau này nó sẽ có cái chương trình, nó có phần giao lưu với lại bằng ngôn ngữ bằng tiếng Anh để cho mọi người dễ giao lưu hơn. Tại vì cái Sẩm này nó là một cái văn hóa mà để mà truyền tải được khi mọi người nghe không thì mọi người xong hiểu. Và những câu chuyện ở đằng sau nó mới là những cái mà sẽ thu hút mọi người hơn. Từ chỗ phát triển, hồi sinh nghệ thuật Sẩm gắn với các buổi biểu diễn phục vụ công chúng tại phố đi bộ. Chương trình biểu diễn thông qua hình thức tour Sẩm On The Bus được đông đảo khán giả ủng hộ và quan tâm sẽ giúp nghệ thuật hát Sẩm dần tiệm cận gần hơn với người dân và du khách. Ký ức hát Sẩm trên tàu điện Hà Nội xưa nay lại được kể trên những chuyến xe buýt mang hoài niệm về một khoảng trời tuổi thơ của những thế hệ đi trước và nhắc nhớ với khán giả trẻ biết đến một nghệ thuật cổ truyền cần được gìn giữ, bảo tồn và phát triển.